Thanh Vy và Nguyễn Hiếu kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là thời gian dành cho chương trình Chào buổi sáng của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Chương trình hôm nay thứ sáu ngày 16 tháng 8 năm 2024 gửi đến quý vị và các bạn những thông tin đáng chú ý sau. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp cán bộ từng phục vụ Bác Hồ trong thời gian Bác sống và làm việc tại phủ Chủ tịch từ năm 1954 đến năm 1969. Hội thảo khoa học quốc gia 55 năm Công an nhân dân thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Khai mạc ngày hội gia đình tiêu biểu các tỉnh thành phố miền Tây Nam Bộ lần thứ 5 năm 2024. Ngành công nghiệp chế tạo nỗ lực giảm phụ thuộc nhập khẩu. Hướng tới kỷ niệm 79 năm ngày Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2 tháng 9, đặc biệt nhân dịp kỷ niệm 55 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đi xa, 55 năm thực hiện di chúc của Người, 55 năm bảo tồn và phát huy giá trị khu di tích phủ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại phủ Chủ tịch. Chiều qua tại phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã có cuộc gặp thân mật với các cán bộ từng trực tiếp phục vụ Bác trong khoảng thời gian 15 năm người sống và làm việc tại phủ Chủ tịch từ năm 1954 đến năm 1969. Tại buổi gặp mặt, các đại biểu xúc động ôn lại những kỷ niệm không thể nào quên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt là những ngày tháng cuối cùng với Bác. Trong những câu chuyện thể hiện niềm vinh dự, tự hào cũng như tình cảm và sự kính trọng đặc biệt đối với Bác Hồ kính yêu của dân tộc Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vui mừng được gặp mặt những nhân chứng lịch sử đã vinh dự được phục vụ chăm sóc Bác trong thời gian Người sống và làm việc tại khu phủ Chủ tịch từ năm 1954 đến những giây phút cuối cùng ngày 2 tháng 9 năm 1969, cùng các thế hệ cán bộ khu di tích đã nỗ lực quyết tâm bảo quản, giữ gìn, phát huy tốt nhất di sản của Người tại phủ Chủ tịch trong những năm qua. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, nhân dân Việt Nam luôn hạnh phúc, tự hào vì có Bác Hồ, vì lãnh tụ vĩ đại, anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất, danh nhân văn hóa thế giới, tấm gương sáng ngời về đạo đức cách mạng, tác phong giản dị, khiêm tốn và lòng yêu nước, yêu nhân dân tha thiết. Đặc biệt, các đại biểu còn có mặt hôm nay còn có niềm vinh dự, tự hào là những người gần gũi bên Bác, đêm ngày bảo vệ chăm lo cho Bác. Thay mặt Đảng, nhà nước, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận và biểu dương những công lao đóng góp của các thế hệ các cán bộ đã từng phục vụ Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khu phủ Chủ tịch thời kỳ 1954-1969. Mong muốn tập thể cán bộ, nhân viên khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại phủ Chủ tịch tiếp tục đoàn kết, sáng tạo, thực hiện tốt nhiệm vụ, khẳng định vị thế khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại phủ Chủ tịch thủ đô Hà Nội là nơi hội tụ hồn thiêng sông núi, tinh hoa của dân tộc, nơi Bác Hồ sống mãi với non sông, đất nước, với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Cũng trong chiều qua, Đảng ủy Công an Trung ương phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật, Bộ biên tập Tạp chí Cộng sản và Tỉnh ủy Hà Nam tổ chức Hội thảo Khoa học Quốc gia 55 năm Công an Nhân dân thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Dự hội thảo có giáo sư tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Thượng tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an và lãnh đạo tỉnh Hà Nam, lãnh đạo các ban bộ ngành Trung ương. Phát biểu tại hội thảo, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương nhấn mạnh, trải qua 55 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lực lượng Công an Nhân dân đã phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang, nêu cao tinh thần đoàn kết, thường xuyên tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, hun đúc bản lĩnh vững vàng trước mọi khó khăn thử thách, trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, nêu cao tinh thần phục vụ nhân dân, phối hợp chặt chẽ với quân đội nhân dân, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Tại hội thảo, các đại biểu, các nhà khoa học đã phân tích, làm rõ ý nghĩa và tầm vóc thời đại của di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ý nghĩa lịch sử của bản di chúc đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay, những thành tựu nổi bật trong công tác xây dựng Đảng về đạo đức qua 55 năm thực hiện di chúc của Người, đánh giá quá trình thực hiện di chúc trong lực lượng Công an Nhân dân. Phát biểu tại hội thảo, Thượng tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an khẳng định, các tham luận có giá trị cả về lý luận và thực tiễn, thống nhất cao khẳng định kết quả 55 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Ban tổ chức hội thảo đã nhận được 164 bài viết của các nhà quản lý, nhà khoa học trong và ngoài lực lượng công an nhân dân và lựa chọn biên tập 136 bài viết xuất bản để công an các đơn vị địa phương nghiên cứu học tập. Tối qua, tại Nhà văn hóa lao động Công đoàn tỉnh Đồng Tháp, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp cùng Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp tổ chức khai mạc Ngày hội Gia đình tiêu biểu các tỉnh, thành phố miền Tây Nam Bộ lần thứ 5 năm 2024. Dự lễ khai mạc có Phó Giáo sư Tiến sĩ Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, đại diện lãnh đạo văn phòng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tại thành phố Hồ Chí Minh, lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp cùng lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố miền Tây Nam Bộ và hơn 400 đại biểu là các hộ gia đình tiêu biểu đến từ các địa phương. Ngày hội gia đình tiêu biểu các tỉnh thành miền Tây Nam Bộ là một trong những hoạt động hàng năm của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. Năm nay, ngày hội có sự góp mặt của 63 gia đình văn hóa tiêu biểu đến từ 13 tỉnh thành phố miền Tây Nam Bộ, gồm An Giang, Bạc Liêu, Bến Tre, Cà Mau, Đồng Tháp, Hậu Giang, Kiên Giang, Long An, Sóc Trăng, Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long và thành phố Cần Thơ. Phát biểu khai mạc ngày hội, Phó Giáo sư Tiến sĩ Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cho biết, Ngày hội Gia đình tiêu biểu các tỉnh, thành phố miền Tây Nam Bộ là một sự kiện văn hóa gia đình lớn được tổ chức định kỳ hàng năm nhằm tôn vinh, giữ gìn và phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam nói chung và gia đình khu vực các tỉnh thành miền Tây Nam Bộ nói riêng, có ý nghĩa thiết thực trong công tác tuyên truyền phòng chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới, bảo vệ quyền trẻ em, nâng cao văn hóa đọc trong gia đình. Đồng thời, ngày hội còn là dịp để các gia đình được giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng tổ ấm, nuôi dạy, chăm sóc, giáo dục con trẻ, phát triển kinh tế, xây dựng nhân cách, lối sống nhân văn cao đẹp, truyền thống văn hóa, lịch sử của dân tộc, góp phần xây dựng và hoàn thiện hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị gia đình và hệ giá trị con người Việt Nam trong tình hình mới. Với chủ đề gia đình hạnh phúc, quốc gia thịnh vượng, ngày hội năm nay diễn ra từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 8 năm 2024, gồm nhiều hoạt động có ý nghĩa phong phú và đa dạng. Các hoạt động thi ẩm thực, thể thao, biểu diễn văn nghệ và chương trình đọc sách cùng con không chỉ mang lại niềm vui, sự gắn kết giữa các gia đình mà còn giúp lan tỏa những giá trị văn hóa đặc sắc của các vùng miền và là cơ hội để quảng bá hình ảnh con người Đồng Tháp đất sen hồng, nghĩa tình, năng động, sáng tạo, ứng xử văn hóa, văn minh. Tôi xin tuyên bố khai mạc Ngày hội Gia đình tiêu biểu các tỉnh, thành phố miền Tây Nam Bộ lần thứ 5 năm 2024. Ngay sau lễ khai mạc, ngày hội chính thức diễn ra phần thi biểu diễn nghệ thuật gia đình tài năng của 8 gia đình đại diện 8 tỉnh thành phố trong khu vực. Trong đó, tỉnh Vĩnh Long mở đầu đêm thi diễn đầu tiên với trích đoạn cải lương bài ca Tìm Mẹ của gia đình anh Nguyễn Thanh Ly và chị Trần Thị Quý, thị xã Bình Minh, mang đến nhiều cung bậc cảm xúc về hoàn cảnh của một gia đình trẻ. Theo nhận định của ban giám khảo, trong đêm thi đầu tiên, phần thi biểu diễn nghệ thuật của gia đình các tỉnh nhìn chung đều được đầu tư kỹ lưỡng, công phu về mặt hình ảnh lẫn nội dung hấp dẫn, thu hút sự quan tâm theo dõi và cổ vũ của đông đảo công chúng. Hôm nay, Ngày hội Gia đình tiêu biểu các tỉnh, thành phố miền Tây Nam Bộ lần thứ 5 năm 2024 sẽ tiếp tục diễn ra các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, gia đình thời trang, gia đình thể thao, gia đình trổ tài nấu ăn và gia đình cùng con đọc sách. Nhóm phóng viên truyền hình Vĩnh Long đang có mặt tại ngày hội sẽ tiếp tục chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin chi tiết về các hoạt động này trong những chương trình thời sự sau. Thưa quý vị, Dung Chiên là một làng chài nhỏ trên vịnh Hạ Long được du khách nước ngoài đặc biệt ưa chuộng. Theo thống kê của Ban Quản lý vịnh Hạ Long, thì từ đầu năm đến nay, Dung Chiên đã đón hơn 39.000 lượt du khách, trong đó hơn 95% là du khách quốc tế. Dung Chiên được nhiều tạp chí du lịch quốc tế bầu chọn là một trong những làng chài đẹp nhất thế giới. Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi chiêm ngưỡng vẻ đẹp quang sơ, yên bình và cũng rất nên thơ đặc biệt cuốn hút này. Dung Chiên là một làng chài nhỏ, yên bình, nằm lọt thẩm giữa các đỉnh núi đá vôi nhô lên trên biển. Trước đây, ngôi làng có hơn 30 hộ dân sinh sống qua nhiều thế hệ. Từ năm 2014, để giúp ngư dân có cuộc sống ổn định hơn, chính quyền địa phương đã hỗ trợ các hộ ngư dân chuyển vào đất liền sinh sống. Hiện nay, làng chài Dung Chiên còn khoảng 30 căn nhà nổi, nhưng không còn ngư dân sinh sống. Tuy vậy, vào ban ngày, họ vẫn đến đây đánh bắt nuôi trồng thủy sản để vừa tạo kế sinh nhai, vừa phục vụ du khách. Làng chài Dung Chiên có vẻ đẹp quang sơ và yên bình. Du khách có thể trải nghiệm đi câu cá, đánh bắt hải sản cùng với ngư dân, hoặc là thả mình trên mặt nước trong xanh, len lỏi giữa những vách đá hùng vĩ và choáng ngợp trước một dòm đá khổng lồ. Sau khi tham quan Dung Chiên, du khách có thể tiếp tục khám phá khu vực Tùng Sâu nằm ngay gần đó. Đây là một vùng biển kín có phong cảnh đẹp, lặng sóng với các hệ sinh thái đặc trưng của vịnh Hạ Long.
Du khách có thể khám phá quy trình sản xuất ngọc trai từ khi nuôi cấy ngọc cho đến khi thu hoạch. Chương trình xin tiếp tục với các thông tin đáng chú ý khác. Bộ Giao thông Vận tải mới đây thông tin dự án mở rộng đường cao tốc Cam lộ La Sơn từ 2 đến 4 làn xe sẽ thực hiện đầu tư và cơ bản hoàn thành trong năm 2025. Bộ Giao thông Vận tải đã trình Chính phủ báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư xây dựng và mở rộng đường cao tốc Cam lộ La Sơn bằng vốn đầu tư công từ nguồn tăng thu tiết kiệm chi năm 2023. Quốc hội đã thông qua phương án phân bổ nguồn vốn tăng thu tiết kiệm chi năm 2023 để điều tiết nguồn vốn đầu tư trong năm 2025. Trong quá trình thực hiện dự án, Bộ Giao thông Vận tải sẽ phối hợp chặt chẽ với địa phương để tổ chức phương án phân luồng các phương tiện lưu thông trên tuyến cho phù hợp, an toàn. Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, hiện nay thì xu hướng thương mại điện tử đang phát triển mạnh mẽ, đặc biệt là sau giai đoạn dịch COVID-19. Vì thế, mục tiêu doanh thu thương mại điện tử chiếm 10% tổng doanh thu bán lẻ vào năm 2025 là hoàn toàn có thể đạt được. Theo định hướng thì đến năm 2025, kinh tế số ngành lĩnh vực đạt tối thiểu 50% kinh tế số cả nước, chứng tỏ vai trò của kinh tế số ngành lĩnh vực đóng góp ngày càng nhiều vào kinh tế số. Đặc biệt, thương mại điện tử đã đang và sẽ trở thành động lực chính để phát triển kinh tế số ngành lĩnh vực. Hiện Việt Nam có trên 14 triệu cửa hàng, 9.000 chợ, nhưng mà xu hướng thương mại điện tử đang phát triển mạnh mẽ. Không gian cho thương mại điện tử ở Việt Nam có thể đạt được mức trung bình của thế giới là rất rộng mở. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, từ nay đến cuối năm 2024, giá thực phẩm nói chung và thịt heo nói riêng có xu hướng ổn định do nguồn cung dồi dào và nhu cầu ổn định nhờ giá nguyên liệu trong nước được duy trì. Theo đó, trong 6 tháng đầu năm, dịch bệnh cơ bản được kiểm soát, thắt chặt nhập khẩu, tăng cường phòng chống nhập lậu, lúc thúc đẩy xuất khẩu, giá sản phẩm chăn nuôi tăng nên giá thành sản xuất thu hút tái đàn, nên tổng đàn heo vẫn duy trì tốc độ phát triển tốt. Nguồn cung trong thời gian gần đây sụt giảm đôi chút do dịch tả heo châu Phi lan rộng nhưng vẫn đảm bảo đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước. Giá thịt heo đang ở mức khá cao nên đã đem lại lợi nhuận cho người chăn nuôi và doanh nghiệp sau một thời gian bị thua lỗ. Thưa quý vị, doanh nghiệp ngành chế biến chế tạo trong nước và cả doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài FDI hiện vẫn phụ thuộc nhiều vào việc nhập khẩu nguyên vật liệu, các sản phẩm trung gian, máy móc thiết bị sản xuất. Đây chính là nguyên nhân chính dẫn đến tỷ lệ nội địa quá thấp. Do vậy, tham gia sâu vào chuỗi cung ứng, giảm sự phụ thuộc vào nhập khẩu là đích đến mà các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến chế tạo đang hướng đến. Doanh nghiệp này chuyên sản xuất, lắp ráp bo mạch điện tử ô tô xe máy, các sản phẩm công nghệ dùng cho ngành viễn thông. Nhiều năm nay, họ đã phát triển tìm kiếm nguồn cung trong nước, đạt tỷ lệ nội địa 41%. Tuy vậy, doanh nghiệp vẫn mong muốn được hỗ trợ để có cơ hội tham gia sâu vào các dự án có vốn đầu tư nước ngoài FDI lớn ở Việt Nam. Những doanh nghiệp FDI khi họ sang đây, họ thường đi theo những cái chuỗi cung của họ. Thế nếu mà chúng ta có những cái chương trình hỗ trợ làm sao để mà giúp cho những cái doanh nghiệp vừa và nhỏ bước chân vào những cái chuỗi cung ứng của các đoàn FDI nước ngoài thì là một cơ hội rất lớn để chúng tôi có thể học hỏi từ họ rồi là tự phát triển để phát triển và tất cả những cộng đồng doanh nghiệp nhỏ của Việt Nam có thể phát triển và tiếp cận được những cái khách hàng lớn của các cái nhà đầu tư nước ngoài. Theo Hiệp hội Công nghiệp Hỗ trợ Việt Nam, tỷ lệ cung ứng nội địa của Việt Nam chỉ chiếm 41,9%. Tỷ lệ cung ứng nội địa đến từ các doanh nghiệp Việt Nam hiện chỉ chiếm 17,2%, thấp so với các nước trong khu vực. Do đó, việc hợp tác để tham gia với các đối tác cần đưa lên thành chiến lược. Bởi vì nếu mà đợi doanh nghiệp FDI họ có động lực để tìm nhà cung cấp trong nước thì rất là lâu. Doanh nghiệp nào khi sản xuất trong thời gian dài thì họ đều đã có một chuỗi cung ứng có sẵn. Và thường khi họ đầu tư mới với thị trường nước thứ ba như Việt Nam chẳng hạn thì họ sẽ gọi các nhà cung cấp của họ theo hoặc là họ sẽ mua của nhà cung cấp gần nhất mà đang có lợi thế chẳng hạn như là ASEAN hay là Trung Quốc hoặc là Ấn Độ. Thế cho nên nếu mà để họ buộc họ phải nội địa hóa tìm nhà cung cấp trong nước thì chỉ đối với những cái linh kiện mà nó cồng kềnh với cái chi phí logistics hoặc là thuế cao. Thay vì mình chạy đi mình xin cái xuất khẩu mà được cái tác dụng, cái hiệu quả rất là ít thì bây giờ mình làm cái chiến lược, mình phát triển những cái đầu tư lớn của đất nước mình đi. Và sau đó thì thương vụ cùng với các cái doanh nghiệp trong nước ấy, hỗ trợ để tìm các cái đất nước có những cái nhà cung cấp cùng làm với mình trong một số dự án và có ưu đãi cho họ một những số điều kiện nhất định.
Để phát triển doanh nghiệp nội địa, nâng dần tỷ lệ nội địa hóa, hiện Bộ Công Thương đã triển khai xây dựng các trung tâm kỹ thuật nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp công nghiệp, công nghiệp hỗ trợ, cơ khí để nâng cao năng lực về kỹ thuật, quản trị, đáp ứng yêu cầu của các tập đoàn đa quốc gia, các doanh nghiệp FDI và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.